tiếng hả ta? Đi kiếm chạy hả? Ủa cái này yến là gì? Yến. Giật hết ăn cái đi. Cứu cái này để lại quán bành trịnh của quán luôn. Cứu cái con đĩ mẹ. Cũng con nhẹ thiệt. Ủa này mình bắt mình cho người ta hả gì anh? Cái là đóng rồi. 3 giờ có đủ rồi.